11 giờ nó khóc, khóc hỏi không có sao sao em gì, nó khóc nó vậy? khóc. Sao con không có gì đâu, con nghe nhớ ông ngoại quá rồi. Trời ơi. Mới thôi, ồ con nhớ ngoại gì ngày mới mình đi cứ ông ngoại, nó nín. Chừng nào cứ Vậy đó hả? dạ nói... Rồi sao hai chồng hôm sao có ngủ được không? Không. Không ngủ được luôn hả? 12 giờ mấy giờ 12 giờ quay mấy quay đi qua đi lại luôn quá. Ừ. Sáng 3 giờ thức nữa rồi. Vậy đó hả? Nè. Đây là con trai út của dì Xuân nè. Tiếp tục cả. Đó. Trời, bữa nay bữa sáng nay thứ ba rồi, hồi hộp quá trời luôn, thật sự em hồi hộp dữ lắm luôn á. Đang hồi hộp. Đang hồi hộp đó. Con nói sao tối nói với chú nghe con. Sao sao? Hồi sao con? Trời đất vui chưa? Con nói lớn lên con, con nói gì sao? Hồi tối thì sao? Con nhớ sao con nói với chú nghe. Nói sao? Con nói sao? Nói con nhớ ai? Con nhớ ông ngoại. Nhớ hả? Con nhớ ông ngoại hả? Dạ, dạ đấy, bụng đau gì khóc. Vậy hả? Ủa, hồi tối khóc hả? Khóc. Trời đất ruột chưa? Nói mà tối làm nó đứt ruột luôn á. Đứt ruột luôn á. Nói gì? Thôi, quay. Bé hồi tối là 11 giờ thức dậy khóc rồi nó nhớ ông ngoại rồi nói là... Chắc rồi vậy. Dạ. Nó ngủ một giấc rồi nó giật mình tưởng nó khát sữa. Dạ. Rồi cái hỏi nó con sao vậy? Không nó con nhớ ông ngoại con. Bà đó bà. Nó nhớ vậy ông ngoại ngày mới cỡ mình đi ướp gì rồi. Cái nó lên. Trời ơi, thấy chưa? Bởi vậy. Trời, hy vọng dữ lắm luôn á, thật sự là bây giờ là hồi hộp em là em hồi hộp lắm luôn á chị. Đúng. Hồi hộp lắm luôn á, ngoại là thật sự giờ. Bà kia bà bán hoàng đó, bà nói hiền khô tưởng ai. Mà không thấy nhà đình nó lại nó tìm đâu, không hay. 17 18 năm rồi ở hiện tại vườn đó. Đi bắt cá bắt gì đó đem lại nó muốn ngồi ăn. Bởi vì cũng có cái điểm như hy vọng là thực sự là ấy ngoại ngoại cách hôm mai hôm sau. Ồ như ngoại hôm sau cái mấy chị mày hôm mai. Bên đây mình mới mày đi hết đồng ý à tê. Mày thấy mấy mà mày với tôi cái tao hơn thì mày mau cái khơi như bên tay kẹo cái mơ khơi thôi ôi dân hôm chẳng gì vậy chàng chàng vậy. Nhà này ăn mặn sáng nè. Sự của chị thì giờ mà hôm hôm thì con trai út của chị Xuân thì nằm rất dễ khóc rồi nó nhớ ông ngoại gì cũng cảm thấy rất là thương đứt ruột luôn quý vị ơi. Cũng như là có điểm hy vọng là đây là sự thật quý vị ơi. Dạ. Dạ dạ. Chị chứ bà ơi chứ đi làm hoài mà đi làm hồ mà xe măng độc này kia xây rồi mình êm đi làm thấy cũng có rớt nước mắt nào làm hết nổi mới nghĩ ở đây vậy đó con không phải mà mình sưng đâu ai cũng vậy không có đi làm hết không làm đâu có gạo ăn tiền đâu mua đèn đồ ăn ăn lớp đi lại quá mà đi học nào nằm một chỗ mới nghĩ ngày đứa nó ngày nó 50 ngàn rồi, nghĩ làm sao mà có. sữa mình ơn này 21 ngàn với ba bịch đó. Kêu nghỉ đi bác ba nuôi con được rồi nuôi con uống sữa nè cái không có con tiền sữa. Để bác ba đây mình cũng đâu có dư gì tại cây cao không có mình cứ gắng gắng nuôi bốt bụng luôn. Mình cũng phải vậy. Rồi nó ra không nó con như ông ngoại con. Trời ơi. Vậy là hôm hôm là thứ giật có đi khóc luôn. Là hai lần rồi đó. Vậy hả? Đi đó là hai lần. Hai lần khóc rồi. Nhớ ông ngoại. Thôi thôi đi đi cho nó ngoại nó về tới giờ là nó khóc hai lần rồi đó. Làm mình 4 tuổi khóc theo vậy mà ngày cũng vậy nó đi học về nó nặng nặng á. Nó khóc mình tưởng nó đói bụng. Hỏi ai chạy khóc sao cho về đi. Gặp gia đình mới. Khóc cháu. Đó nó nói gì luôn á mình muốn muốn đuổi theo nó luôn. Ôi ôi bây giờ là hôm nay thứ ba rồi bây giờ. Thứ ba với thứ tư hai ngày này đó. Dạ dạ dạ. Mình có kết quả. Trong phòng thì tôi ngủ không được nữa. Bởi vì sát ngày là ngủ không được đâu em nói thiệt sát ngày là ngủ không có được. Để cho coi coi như thằng con hồi hồi tôi nó nói hồi sáng bây giờ nó chưa ngủ nữa. Kêu cha nó kêu nội đi đi. Cái chuyện ta báo kết quả mẹ ở nhà không cho mình hay nữa mình không biết. Dạ. Cái này muộn cha con mình biết. Dạ. Người ta nói bữa nay chắc không